phần chất cấm nào, corticoid hay bất cứ một cái thành phần nào gây hại tế bào màu da, giống như cái thông tin mà một cái link ảo đã đưa lên trong nhóm kín. Và đây là một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là bất cứ ai cũng có thể làm được điều này. Khi các bạn không thích một ai, các bạn có thể lên tung tin, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay Bốt Nhung chính thức chia sẻ và khẳng định một cái câu châm ngôn, tuyên ngôn trước toàn hệ thống, là bất kể một ai, một cá nhân, một tổ chức nào mà mang cái sản phẩm kem bôi da thuần mộc của anh Hương đi kiểm nghiệm vào bất cứ một cơ quan nào, kể cả là cơ quan cao nhất nha, trong những cái viện khoa học hình sự nhá, nếu phát hiện ra trong kem bôi da thuần mộc có corticoid, Bốt Nhung thưởng ngay 100 triệu đồng. Đó, cái điều đó ấy. Và các bạn yên tâm một điều, tại sao có những bạn thắc mắc với Bốt Nhung là em thấy chị rất là bình tĩnh, em thấy chị rất là bình tĩnh. À, có những người thì bảo Bốt Nhung là chị ơi, chị hãy báo, chị hãy hack link của nó đi, hoặc chị hãy làm một cái động thái gì đi. Thì điều mà tôi muốn nói với các bạn rằng cái người thông minh ấy thì không phải lúc nào cũng gì ạ, thấy một cái biến cố gì đó hoặc một cái khó khăn gì đến với cuộc đời của mình là sồn lên, đúng là động đến lợi ích của mình. Còn Bốt Nhung thì đón nhận nó rất là bình tĩnh. Và thực sự để mà nói với mọi người là cái tầm của mình bây giờ không phải là đi đôi co hay đi tranh giành hay là đi giải thích với những cái người vô danh như thế, mà mình chỉ muốn nói với các bạn rằng cái sự tự tin này nó đến từ cái kết quả kiểm nghiệm mà chính Bốt Nhung đã mang mẫu thử rất nhiều lần đến rất nhiều các cơ quan, rất nhiều những tổ chức để có thể kiểm nghiệm và chắc chắn khẳng định với mọi người rằng trong kem bôi da thuần mộc không hề có bất cứ một thành phần nào, một chất cấm nào giống như một số đối thủ tung tin chơi xấu. Đó là một cái điều rất là bất lợi, nhưng tôi tin rằng chỉ có chất lượng là còn mãi, chỉ có cái sự hài lòng đến từ khách hàng là điều kiểm chứng rất là nhiều. Và có thể nói rằng thành công của kem bôi